Hello, xin chào các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở cây 11 nhưng mà chỉ còn ít phút nữa thôi là mình sẽ lên cây 12. Và bây giờ thì mình sẽ múc thôi. Ủa? Sao vẫn còn một cái đồ màu cam? Ôi dồi ôi, level 133, càn khôn. Bảo kích có 4.3% rồi các bạn ạ. Và với cái level 159 trang bị xanh này thì mình cộng được thêm 51k để mình chiến. Yo, nếu như mình không nhầm thì... Đấy, lên cây 12 rồi này. Ui, mình tham minh chuẩn vai cả trưởng luôn các bạn ơi. Ê, các bạn nhìn chưa? Cây 12 nó có sự khác bọt, đó chính là đồ linh bảo. Các kiểu con điều thì cái tỷ lệ nó tăng lên rất là nhiều nha. Ồ, đây ngon này, có thêm một cái đồ ui. Choáng các bạn ạ. Ui, nhưng mình trừ đi liên kích HP tăng là lên 18.000 à, tức là được 5k HP nữa thôi, lấy luôn các bạn ơi. Kiểu gì tí nữa trở ra đồ xịn hơn. Tiếp tục đi xem nào. Đây rồi. Có thêm một đồ chí bảo này đấy, thay luôn cho cái trang bị xanh lúc nãy nha. Ui, yêu lực cộng thêm 266.000 luôn. Và có thêm bạo kích thì tuyệt vời các bạn. Ok. Ôi đồ gì đây, chí bảo này các bạn ơi, level 158. Nhưng mà thay cho cái linh bảo 1 sao. Nhưng có phản công nhưng mà lại bị trừ đi một cái liên kích. Cay thế nhỉ. Cơ bản là tầm này mình vẫn đang muốn giữ cái liên kích là cái thứ nhất. Còn những cái chỉ số khác thì mình sẽ thay mà không ngần ngại nha các bạn. Được cái là lên cây thứ 12 thì mình cũng thấy nó rớt ra rất là nhiều cái đạo thư này, vé khiêu chiến này. Thêm vào đấy nữa là cái vé triệu hồi tinh quái là cũng ok đấy các bạn ạ. Tỷ lệ rớt ra nhiều phết. Tiếp tục xem nào. Đấy, có thêm đồ chí bảo thay cho đồ tiên thiên này. Ngon. Thế là một tí thôi mà lực chiến của mình đã lên được khoảng 864 vạn nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi khiêu chiến thử tí nhỉ, xem tình hình liên kích của mình đánh đấm như thế nào. Ôi giời, chưa thấy liên kích, chưa thấy liên kích ạ. Ui dồi ôi, các bạn nhìn thấy không, quả bạo kích khủng khiếp không? Nhưng mà mấy hôm nay là mình bắt đầu lười đánh rồi đấy các bạn ạ. Thế thành ra là cái điểm mà các bạn nhìn thấy điểm yêu lực của các bạn kia 600 vạn yêu lực nhưng mà xếp cùng mình 800 vạn. Tức là các bạn đấy đánh khá chăm chỉ, điểm các bạn ấy cao bằng mình. Mình thì bắt đầu bây giờ mình mới đi đánh này. Cơ bản là mình tích đào thế cho nên là không xả, khi mà chặt cây thì nó ít vé đánh đấu trường nhé các bạn. Yo, ngon luôn. Tầm này đi PK thì khá là quan ngại với những bạn nào mà sử dụng cái thanh niên tinh quái mà có khả năng hồi sinh các bạn. Phù tang đấy, ôi dồi ôi, khó chịu thật. Nhưng mà có cái phù tang đấy thì cũng khắc chế được khá tốt vào em ứng long nha. Bởi vì em ứng long thì 4-5 hiệp nó mới đánh một lần. Mà một lần nó đánh xong thì hẹo phát lại hồi sinh lại rất là ngon. Và tầm này mình thấy trên ông già vẫn cứ là ok nha các bạn ơi. Rồi, mày, ai ạ? Ủa, không thấy mình liên kích nhiều lắm nha. Đấy, vừa nói xong thì nổ được một phát. Trời ơi, thua rồi. Chặt một lúc rồi cũng khá đào bay đi đấy các bạn ạ. Tầm khoảng 700 đào đã đi rồi nha các bạn ơi. Mà cũng mới được có 2-3 đồ thôi. Cũng căng phết. À, đúng rồi, mình đi khiêu chiến này một tí xem nào. Nhớ lần trước là đang bị thua cái thanh niên ở phục linh đen này. Đấy các bạn thấy không? Liên kích và bạo kích kết hợp với nhau khá ổn đấy chứ. Nổ liên kích 3 phát thì có bạo kích 2 phát rồi. Rồi, dã luôn đấy. Ui, bị choáng kìa. Ui, choáng liên tục luôn các bạn. Mày này, ok. Vừa kịp nha các bạn ơi. Kinh nhở? Mình đeo cái kháng choáng rồi mà con kia nó choáng mình liên tục luôn ạ. Ui, chém liên tục luôn. Đấy, liên kích luôn này, 12.3% và lên tận 222k điểm lực chiến. Các bạn thấy ngon lành không? Đồ chí bảo nó hơn đồ tiên thiên rất nhiều nha các bạn. Ví dụ như đồ level 160 đây này, luyện hư tiền kỳ này, thì chắc chắn là nó phải ngon hơn những cái gọi là level 151 rồi. Con này là con cùi bắp gì đây? Ai, con này trâu phết nha. À, nó chỉ trâu thôi nhưng mà nó đánh... Các bạn thấy không? Liên kích vai trưởng luôn chứ. Đấy là hơi bị kinh khủng nha các bạn. Đánh 4-5 phát liền đấy. Ui, con bot cứ đứng cho mình đánh luôn ạ. Ảo thật đấy. Rồi, cố lên thắng. Ấy, thấy chưa? Ong của mình đốt đau phết nhỉ. Ngon lành đấy chứ. Thế là được thêm khá bình đấy các bạn ạ. Quỹ mạo hiểm. Ui, 50 cái tiên ngọc. Nhưng mà mình có thêm nhiều bình. Đấy, 19 bình này giảm tận hơn 1 tiếng rưỡi cơ đấy. Ngon lành phết. Mới tội là cái cây tiên thụ cấp 13 này thì tăng cấp cần tận gần 9 ngày. Sợ thật. Ok, thêm đồ này mất tội là choáng. Thôi, choáng thì bỏ đi vì đồ kia của mình liên kích cộng tận 16.1%. Ngu gì mà bỏ các bạn. Trời ơi, trong lúc chờ đợi thì mình cũng đi đánh thêm vài trận đấu pháp nhỉ. Thiệp của mình cũng đầy 6/6 rồi. Ý, đau chưa? Ui, đau chưa? Ui, nhưng mà bạn này chênh lệch lịch chiến với mình hơi nhiều. Thành ra là cái tấn công của mình cao quá, nhìn là biết rồi. Một phát này, ui dồi ôi. Này, hồi sinh này. Bởi vì có một tinh quái phù tang rồi các bạn. Đó. Mình còn chống cự được cả một lần. Ui, cái gì ấy? Hút máu. Được. Thay luôn. Bởi vì là nó thay cho cái chỉ số cũ cũng là hút máu mà các bạn. Thì có gì mình chả thay. Ồ, tiếp tục này. Bạn này lạnh.
Lắm ông có phù tang ấy nhỉ. Mình kiếm mãi con tinh quái đấy mà không ra. Cay thực sự luôn, tầm này bắt đầu thiếu thốn vé để có thể là sở hữu tinh quái ở nhà. Nên là các bạn nông dân ấy, mình khuyên các bạn nha. Nếu như các bạn đã mất công gọi là reset, gọi là roll thật nhiều ác rồi ấy, thì các bạn nhớ roll tinh quái các bạn ạ. Ngày đầu tiên các thứ đấy, các bạn roll đi xem ra con tinh quái đỏ nào ngon ngon, ví dụ như là con phù tang có hồi sinh, all in nick đấy luôn. Đấy, còn không thì lại đi roll tiếp. Sợ. Nếu không về sau mình thấy là đây là mặc dù mình nạp mấy gói nhỉ, mà mình thấy cái về kiểu tỷ lệ ra tinh quái hiếm lắm. Uầy, thế thì mình mới nhớ ra là ngày xưa mình có một con ác dùng để làm content cho các bạn ấy, làm hướng dẫn các bạn tân thủ. Ui, cái chai nướng 4 con tinh quái đỏ trong 2 ngày đầu tiên nhá. Thế đợt đấy không all in được con nick đấy. Ô, đồ chí bảo 233 ca lực chiến lại còn liên kích nữa. Tuyệt vời. Đấy các bạn thấy không, vèo cái lên 930 vạn như thường. Lúc đầu là 799 vạn thì cứ cho 800 vạn đi, thế là lên được 130 vạn rồi. Dễ vãi. Rồi, tiếp tục đi khiêu chiến đấu pháp đi. Tránh bị đầy cái thiệp nha. 6/6 là đầy đấy. 981 vạn dã luôn rồi nào, mình 930. Ai à? Ai à? Mình được đánh hai phát. Ui, nhưng mình bị choáng kìa. Khó chịu phết nhở? Khó chịu phết đấy. Nhưng bạn này không có phù tang, khả năng cao là mình vẫn chơi được nha. Wow, tỷ lệ choáng của bạn này rất là cao nha. Ui, khó chịu vậy. Bạn này build choáng nhiều thế. Chính ra là mình chỉ xém một tí nữa là mình thắng rồi. Lực chiến của bạn này hơn mình mà. Rồi không sao, thôi cái này tao bày cái khác rồi. Ô, cái gì đấy? Hút máu à? Ủa, nhưng mà tăng nhiều lực chiến thế. Ơ, thì các bạn cũng cần lưu ý nhá. Ví dụ như cái đồ cũ của mình ấy, cái chỉ số bình thường của nó chỉ có 3.000 công thôi, và cái phần trăm nó cộng được có 4% rồi các bạn. Mà cái đồ mới của mình cộng lên, ủa, chỉ số gọi là nhân vật ấy, công trực tiếp nhiều hơn thế kia thì tăng tận 233 vạn lực chiến thì chả tội gì mà không gọi là thay thế nha các bạn nhé. Cho nên là khi mà các bạn sử dụng cái trang bị mới hay là lựa chọn tách ấy, thì bạn cũng cần phải cân nhắc đến cái chỉ số đấy, cũng như cái phần trăm cộng nó có nhiều không. Cũng đừng có cứng nhắc quá, cứ bảo là phải đúng cái chỉ số liên kích các bạn mới thay thì thành ra nhiều khi nó thọt đấy các bạn ạ. Ui, vãi, ra huyền vũ mà không ra bạch hổ nhở. Nếu ra bạch hổ cái mình múc ngay. Liên kích, ô, liên kích này 13% luôn. Ui dồi, né này cần quái gì. Mặc dù giảm đi một chút chỉ số về tấn công, nhưng không sao. Được hết các bạn, chấp nhận trừ 22k điểm chiến để đổi về lấy khoảng 13% liên kích thì rất tuyệt vời nha. Ui, choáng lại, nhưng mà thay về liên kích thì thôi, bỏ đi. Many months later. Yo, xin chào các bạn. Như vậy sau khi mà mình xả hết gọi là 4650 đào thì cuối cùng là mình cũng đã sở hữu đồng bộ trang bị và chỉ có duy nhất một món linh bảo 2 sao thôi, nhưng nó lại cộng ngay vào hút máu các bạn ạ. Cay tít chứ lị, bực thực sự luôn. Nhưng mà bù lại thì mình cũng có rất là nhiều món đồ liên kích 14,2% này. Đấy, chỉ với có level 179 thôi mà cái phần trăm nó cộng được cũng khá là nhiều. Và đây là những cái thuộc tính chi tiết của mình nha. Hiện tại liên kích 131%. Thực ra lúc đầu là mình đang có một cái liên kích là 150% đấy. À, thậm chí là 170%. Nhưng mà vì những cái chỉ số trang bị ấy, nó cộng vào nó ngon quá, cho nên là mình quyết định là lấy thêm cái thuộc tính này trước đã. Đấy, nhưng mà cũng đổi lại được một chút, đó chính là phản công của mình lên được 60,4%. Và bạo kích của mình thì cũng có giảm đi một chút xuống còn 57%. Thì nó cũng là một cái sự đánh đổi thôi các bạn ạ. Bởi vì nếu như mà mình thấy ấy, nếu bây giờ thú cưỡi các bạn đấy chặn chỉ tầm level 4, level 5 thôi thì nó đây ví dụ như kháng 76% thôi, thì mình 130 mấy phần trăm đấy thì vẫn có khả năng liên kích được. Đấy, cho nên là từ từ thôi thì lại tích lũy đào thôi. Một hai hôm nữa thì lại tiếp tục là all in để xem là cây thứ 12 này nó còn rớt ra được những cái gì nữa. Thì đối với việc tích đào ở những cây từ tầm 11, 12, 13 trở lên ấy, thì tầm 3 ngày, ví dụ như cây 13 thì 3 ngày cuối mình sẽ tích đào nha. Và bây giờ thì các bạn có thể nhìn thấy lực chiến của mình là chính là 1.400 vạn. Thì đây là sau 2 ngày kể từ khi mà mình nâng cấp được cái cây tiên thụ này lên lại là cấp 12. Thì đấy, các bạn thấy không? Ui dồi, khủng khiếp. Làm phát xả đào, ngoài 4.600 đào xả hôm trước. Hôm nào trong phần khiêu chiến yêu vương này mình mua mắc thì sẽ đâu đó là hơn 1.000 đào. Ở thêm hơn 2.000 đào nữa, cứ cho là 7.000 đào đi. Thì là mình đã có được gọi là 1.400 vạn điểm lực chiến, nó tăng lên tận 600 vạn điểm chiến, gần như gấp đôi như các bạn. Tức là chỉ với tiên thụ cấp 11 lên cấp 12
và cộng thêm con số đào là khoảng 6 đến 7 nghìn đào là các bạn đã bằng luôn cả 7-8 ngày chơi trước đấy rồi. Thì các bạn lưu ý điều này nha. Ok, chúc bạn chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh để có thể là theo dõi thêm series Dota Observer tin cùng bên này cùng với mình nha.